Mới đây, Hà Tăng đã có dịp hội ngộ dàn mỹ nhân không tuổi của Bi, nữ hoàng ánh lịch diễm Mi Sáu, cựu người mẫu Vũ Cẩm Nhung, Thanh Mai, Xuân Lan, Ngô Thanh Dân. Ngay khi vừa gặp gỡ mặt, các người đẹp đã mau chóng cắt ghi khoảnh khắc hội ngộ lẻ tẻ và chia sẻ lên mạng thôn hội. Có thể thấy, ngoài Hà Tăng và Thanh Thanh Huyền, nàng thơ xứ Huế Ngọc Trân thì các mỹ nhân khác đều đã bước lịch sử tuổi 40 hoặc ngoài tuổi 50 nhưng vẫn chiếm hữu vẻ đẹp bất chấp thời gian. Cùng diện đầm trắng thanh thoát, dàn mỹ nhân đều toát lên vẻ đẹp quý phái, lịch sự chảnh cùng nhan sắc khó so kè. Bức ảnh phổ biến lẻ tẻ quy tụ dàn mỹ nhân không tuổi đình đám Bi. Ngô Thanh Dân, Hà Tăng, Xuân Lan đều tư trẻ rạng ngời, khó ai nghĩ họ đều đã ngoài tuổi 30 và đã bước lịch sử tuổi 40.